hội chợ ẩm thực. Hôm nay Tuấn tới đây quay và review cho mọi xem là ẩm thực những món gì và coi có món gì ngon lạ mình ăn, mình review cho mọi xem nha. Mong mọi người xem video nhớ ủng hộ kênh nha mọi người. Đây là cầu Trạng Đạo thiết về mình mọi người nè. À, bên này là hội chợ ẩm thực nè. Đây các bạn. À, bắt đầu đưa đi vô đường hội chợ ẩm thực. Mọi thấy không? Hôm nay Tuấn vào đây sẽ review cho mọi người thêm những mặt hàng ở chợ ông Thiết quê mình mọi người. À, mọi người thấy không? Rồi đây những mặt hàng quá trời luôn mọi người. À, mặt hàng thấy thì bán hội chợ triển lãm luôn, bán coi như là mặt hàng gốm sứ quá trời luôn, ẩm thực. Hôm nay Tuấn tới hội chợ triển lãm ẩm thực Phan Thiết quê mình 2023 mọi người. Thì em có gì hơn cảm ơn mọi người qua xem video và chia sẻ cho mọi người nha. Ủng hộ kênh nha. Sẽ cố gắng mình quay nhiều phong cảnh đẹp mới, rất đẹp rồi. Cho mọi người xem nữa hội chợ Phan Thiết quê mình mọi người thấy không? Đá sứ gốm của bất trời. À, mọi người thấy đây là hội chợ bán đầy đủ bạn. Đá hoa cương, đá sứ rỉnh thôi mọi người thấy không? Đó, những mặt hàng này các bạn biết là rất là rẻ bạn. Đá rồi đây rồi là vú rồi. Đó thấy mọi người bán đầy đủ bạn. Trong này thì mọi người thấy ở Phan Thiết quê mình cứ mỗi năm là có một hai vụ rồi, hai đợt rồi tổ chức rồi bạn. Năm nay Phan Thiết mình có tổ chức như là hội chợ ẩm thực cầu ngư luôn mọi người. Mọi người biết cầu ngư ở đây là cầu những thuyền cá rồi ngư dân đánh bắt xa bờ cho trúng mánh những mùa vụ của bạn. À, nhưng mặt hàng này bạn thấy ẩm thực không? Những mấy trái này là những trái rất là ngon ở miền Bắc mình vô rồi. Nói chung là không có gì hơn, cảm ơn mọi người nha. Mình díu rồi, mong mọi người ủng hộ kênh. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều mình díu mới, một số mới ở Phan Thiết quê mình rồi cho mọi người xem rồi những món ăn vỉa hè phố Phan Thiết. Đó, người ta đây trong này bạn biết là bán những món đồ tiên rồi bạn. Đó, ẩm thực Thái Lan rồi, chân gà sốt chua cay rồi quá ngon luôn mọi người. Trời ơi, quá đã luôn. Rồi, nhìn thấy không? Mình đi vô đây mà các bạn biết không? Ở đây người ta mở nhạc ồn quá là ồn luôn á. Mà phải cố gắng mình sẽ tách nhạc cho mọi người nghe chứ. Giờ không biết nói sao hết. Nhiều lúc cái bản nhạc ở trong này bạn mất bản quyền luôn mọi người. Nên mình sẽ cố gắng mình tách nhiều mà nói nhạc cho mọi người rồi. Nghe lòng tiếng rồi ở những lời nói của mình rồi. Mong mọi người có nghe mà sai xúc gì có thông cảm cho mình nha mọi người nha. À, trời ơi, nhìn mấy ẩm thực đá luôn mọi người. Trong này các bạn thấy có những bánh gì, bánh Đà Lạt, bánh tráng Đà Lạt nữa. Rất là ngon luôn. Đó, đồ chiên mọi người thấy đã không? Đó, mời mọi người dùng nha mọi người. À, đồ chiên đồ. Đã không? Quá trời đủ loại món luôn bạn. Ẩm thực mỗi năm là như có hai đợt. Thì năm nay Phan Thiết quê mình là tổ chức tại ở biển cảng Phan Thiết quê mình nè. Sẵn đây là tổ chức vụ cầu ngư luôn mọi người nè. Đó, bánh tráng Đà Lạt mọi người thấy ngon. Ở đây mọi người biết ở ngoài thường thường bán chỉ có 12 đến 15 ngàn một cái. Vô trong này mọi người biết với ba bán miếng nhiêu không? 20 ngàn một cái mọi người. Mà những cái món này các bạn biết là mình hỏi ông chú nói là ở Sóc Trăng đem lên không à. Ở Sóc Trăng lên làm mọi người. Trời ơi, quá ngon luôn.
Nhìn mà làm cảm thấy mà nó thêm chịu nổi mọi người ơi. Quá đã luôn à. Nhìn ông chú các bạn thấy không? Ông tuổi lớn mà nướng bánh rất là tuyệt vời luôn mọi người. Bánh nè, bánh kẹp nữa mọi người thấy không? Bánh Doraemon rồi, bánh trứng rồi. Đó, quá xá luôn nha. Đó, mà nói chung mà không có gì hơn nha. Cảm ơn mọi người qua xem video rồi ủng hộ kênh của mình rồi, mình cảm ơn nhiều nha mọi người. Thì hôm nay Tuấn qua hội chợ ẩm thực Phan Thiết quê mình rồi 2023 nè. Để quay cho mọi người xem rồi. Mọi người có đi hội chợ Phan Thiết quê mình á, cứ tới đây bạn mọi người à. Tại đây là tổ chức một tuần lễ luôn mọi người. Bán những mặt hàng quá rẻ luôn. Áo, quần đồ, dép, mũ rồi nói chung là son nồi rồi có đầy đủ bạn. Đồ gia dụng xài gia đình rồi có luôn. Rồi ăn uống ẩm thực thì mọi người biết là những món ăn của Thái Lan rồi có luôn mọi người. Chân gà sốt chua cay rồi sốt xả chua cay rồi. Rồi bánh cống Sóc Trăng rồi, bún nước lèo Sóc Trăng rồi mọi người. Đó. Từ đây các bạn thấy không? Là những trò chơi nè, chơi ném bóng mọi người. Lấy huy tiêu ném cái bóng trúng cái bóng là có một con gấu. Đó, người ta đã không? Đó, bán đây các bạn biết là những thực phẩm ở Phan Thiết của mình là có là như là rượu nho rồi bạn, có mặt hàng rượu nho rồi đó, nước mắm Phan Thiết rồi, trời quá đã quá xá luôn, còn mặt hàng gia dụng mọi người thấy không, quá rẻ luôn, chỉ có mấy ngàn mà nhiều loại đó, 5.000, 2.000 món rồi, 10.000, 15.000, massage nữa bạn, gái massage nữa nè, ghế massage mọi người thấy không? Ai tới đây massage miễn phí luôn mọi người à. Bây giờ mình tới mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nữa nha. Đây mọi người thấy những mặt hàng không mọi người? Có mía nữa đã sạch rồi đó. Trời ơi. Heo vùng khô, vùng khối nước luôn mọi người. Đó. Hấp dẫn chưa? Các bạn biết hội chợ ẩm thực Phan Thiết 2023 quê mình mà. Đó, rất là tuyệt vời chưa? Đó, những mặt hàng mọi người thấy không? Trái cây, mứt trái cây bạn. Nhìn quá xá luôn à. Còn quần áo thì mọi người rất là rẻ. Nhiều mấy cô chú anh em rồi ở đây mua bạn, nghe nói rẻ bạn. Rồi, giày dép luôn bạn, rất rẻ luôn. Nhưng mặt hàng thì mọi người biết rẻ thì không phải là gọi là đồ ngon phải không? Hàng tốt rồi, nói chung là hàng trung bình thôi. Xài gia đình rồi bạn là cũng được thôi chứ đâu không có đến nỗi mà hàng tốt. Trời ơi, quá xá luôn. Ở đây mọi người thấy không? Ở Phan Thiết quê mình nè mọi người à. Thì có những mặt hàng đồ ăn ẩm thực rồi như bánh kẹp này mọi người thấy bánh kẹp nè. Đó bánh kẹp trứng mọi người. Bán có 5.000 một cái thôi. Đó, rau củ quả rồi nói chung là mấy bạn mới thấy những cái đồ ăn quá đã không? Đó. Trời món này làm kia làm bạn biết làm món này là làm trái cây rồi á. Rất là ngon. Đủ loại trái cây luôn mọi người. Kem nữa nè, kem đủ màu hết nè, sầu riêng rồi, dâu rồi, coi như là khoai môn rồi. Đó, cái bán món bánh tráng Đà Lạt mọi người thấy đã không? Đó, tôm, trà bông. Trời ơi, nhìn cái bánh tráng nào đã không? Đó, trời ơi, quá xá luôn à. 20.000 một cái mọi người. Ở ngoài á, các bạn biết ở ngoài á là thường thường bán chỉ có 12, có chỗ 12, 15. Mà trong này thì nói chung là mặt hàng ở hội chợ là đóng thế rồi bạn. Nó hơi cao. Có những bà bạn thấy mắm bà khía nè bạn. Đu đủ trộn nè. Đu đủ thái bạn, sốt chua cay rồi quá đã luôn nè. Đồ chiên rồi không? Ngon. Nói mà các bạn biết nói mà thấy cảm thấy chảy nước miếng luôn. Có bà bò lá lốt bạn. Trời ơi thơm. Chả nè, đó, chả lụi vô. Đó, đã chưa? Mời các bạn coi như đến Phan Thiết quê mình rồi là ẩm thực của Phan Thiết của bạn.
có đi du lịch rồi ghé qua đây rồi đó, tối là bà mặn ăn những món này là đặc sản đồ, mỗi vùng bạc Sóc Trăng đồ, Phan Thiết đồ, những món ăn mà bỉ hè đường phố Phan Thiết bên mình đó, mọi người thấy không? Trời ơi, quá xá luôn. Bên này các bạn thấy không, kem dừa đồ các bạn, trời nóng bực nè, ăn kem dừa đồ lạnh đồ đó, bánh tráng nướng đồ, bà tráng đồ không, đó Đà Lạt nè, có tóp mỡ đồ đó, đã không đang xiên tóp mỡ thơm không? Thì nói chung không có gì hơn nha, cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ ủng hộ kênh nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi. Những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình rồi. Cuộc sống ở Phan Thiết quê mình như thế nào mình sẽ quay cho mọi người xem. Và cảm ơn mọi người vừa qua như ủng hộ kênh mình nha. Đó, các bạn thấy đây là bún nước lèo Sóc Trăng. Trời quá xá luôn, ngon bạn. Hủ tiếu Năm Vang đồ. Này những món ăn này bạn biết là bún nước lèo này là ở Sóc Trăng là nổi tiếng nha mọi người. Trời ngon quá, quá ngon luôn. Bánh cống Sóc Trăng rồi, rồi những bánh mà bạn thấy đã không? Đó, vậy là bánh cống nè bạn, bánh cống nè, bánh cống Sóc Trăng nè, mọi người thấy không? Bánh ở Sóc Trăng anh, à là Sóc Trăng mọi người. Ở những món ăn vỉa hè đường phố không thiếu mọi người đâu đó, gà sốt xả ớt Thái bạn, rồi đã ốc bươu nhồi thịt, mọi người thấy ốc bươu nhồi thịt không, bạc khía mắm bạc khía nữa bạn đó, đã quá xá luôn, bánh đồ chiên. Quá xá luôn. Thì nói chung không có gì, cảm ơn mọi người nha. Xem video mình sẽ cố gắng mình về quay nhiều video mới cho mọi người xem rồi những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết quê mình rồi. Đó, mọi người thấy không? Từ nãy giờ mình đi mà mình nói khan hết tiếng luôn mọi người. Hai cái miệng cái miệng mình nó chảy nước miếng mà khan hết tiếng luôn. Trời ơi. Rồi nhìn nó đã mọi người. Các bạn biết ở đây là ngay chỗ cảng Phan Thiết của mình, là ngay cầu Trần Hưng Đạo đường xuống cảng á mọi người. Đó là đây là cái sạp và những sạp mà bán ẩm thực. Thực coi như là ẩm thực rồi, ở đây là bạn mới thấy những món ăn vỉa hè thôi, toàn những món ăn vỉa hè rất là ngon luôn. Trời ơi, nhìn đã quá, chịu không nổi mọi người. Món những món ăn mà bạn biết là tôm chiên rồi, tôm viên rồi, cá viên chiên rồi. Rồi đây cơm lam đó chị, như mấy hũ đó, hũ cơm lam á mấy bà. Rồi đủ màu luôn. Còn cái món tôm này làm gì hả chị? À tôm mà làm bún nước lèo à. Đó bạn thấy không? Tôm này làm bún nước lèo nè. Chỉ luộc, chỉ đang luộc á mọi người. Rồi ốc bươu nhồi thịt nữa không? Ốc bươu nhồi thịt luôn. Đó, người thấy ốc bươu nhồi thịt không? Chân gà rút xương rồi mọi người thấy không? Đó, chua cay rồi sốt Thái bạn. Rồi nhìn tôm này đã nè, đó, con nào cũng lấy con u nu mọi người. Tôm này luộc sơ sơ lên mà bạn biết không? Làm cái này mà ướp sa tế rồi nướng rồi y bà luôn. À cái này chị bán hả? Ồ quá đã, quá đã. Cái món này là ở Sóc Trăng hả chị? Ẩm thực Thái Lan luôn. Đó người thấy ẩm thực không? Thái Lan. Bây giờ mình lên cái khúc này là chỗ sân khấu cho ca sĩ bạn, ca sĩ nè.
cứ mỗi đêm là các bạn biết là ở trên đây là sân khấu để dành cho ca sĩ hát rồi. Đêm có ca nhạc rồi, ở khúc này là bạn biết là trải bàn ghế nè. Giờ còn sớm là bạn chưa trải bàn ghế ngồi. Nhiều bên hai bên này là bỏ bàn ghế cho mình ăn uống nước rồi. Phục vụ quá mọi người. Đó, mọi người thấy đã. Thì không có gì hơn thôi, bây giờ mình xin phép mọi người nha. Mình sẽ lên đây quay cho mọi người xem một tí nữa rồi. Mong mọi người xem video và nhớ ủng hộ kênh nha mọi người. Mình sẽ cố gắng rồi mình quay nhiều video mới rồi, nhiều món ăn vỉa hè thiết với mình nha. Cái sạp này hội chợ các bạn biết nó dài từ ngay cầu Trận Đạo mà tới ngay chỗ cảng đó bạn ơi. Dài mút xuống luôn. Đó 300m. Cái sạp á. Từ đầu cầu Trận Đạo mà chạy thẳng xuống ngay cảng luôn, 300m mọi người. Quá ngon luôn. Thì không có gì hơn cảm ơn mọi người xem video rồi nhớ ủng hộ kênh. Mọi người có đi hội chợ thì ở đây hội chợ Phan Thiết quê mình tổ chức trong một tuần lễ mọi người. Bên đây là được 3 ngày rồi, còn 3 ngày nữa là hết. Thì mong mọi người xem có ai mà có đánh rơi rồi hoặc là ở nơi xa mà đi du lịch về Phan Thiết á, ghé qua đây bạn, ẩm thực Phan Thiết đồ, mua sắm quần áo đồ, những đồ gia dụng mà xài gia đình đồ rất là rẻ. Vừa túi tiền của mình mọi người, mình coi mặt hàng nào rẻ mình mua rồi về xài gia đình đó. Đã chưa? Những mặt hàng mà biết thấy ở đây quá rẻ luôn. Đi nãy giờ các bạn biết mình đi nãy miết luôn, mình nãy mà lâu lắc rồi đi mỏi chân luôn bạn. Đó, mình thấy quần áo rồi đã. Mấy món ăn vỉa hè thành phố, trời mấy món này thôi chứ chịu nổi mọi người. Những trái cây á, bạn trái cây mình làm mứt á, bán chỉ có 20.000 một lạng mọi người. Đủ loại trái cây, mình muốn lấy loại nào có loại đó, 20.000 một lạng, rẻ. Nhiều lúc mình đang nói chuyện vậy á, các bạn biết có mà loa đồ ở ngoài đường á, loa bạn xiết ở thuộc Phan Thiết quê mình có hơi ồn ào á, nhiều lúc thông cảm nha mọi người nha. Tại đây bạn biết là ở hội chợ nhiều lúc rất là ồn, có chỗ mở nhạc luôn các bạn ơi, cho nên mình quay cho mọi người xem thôi chứ lỡ nó có ồn ào cũng thông cảm nha mọi người nha. Đó, mặt hàng các bạn biết là hàng gia dụng này là để cho gia đình xài bạn. Món chỉ có 2.000 kẹp tóc rồi, cột tóc rồi, mặt trái rồi 3.000, 5.000 đầy đủ luôn. Trời, quá xá luôn á vừa mọi người. Thì đây là mình đang quay ban ngày, lúc giờ này là cũng 8:30 sáng bạn. Thì khách lượng khách thì các bạn biết cũng không có mấy, tại ban ngày người ta đi làm nhiều á, nên ít người đi tham quan. Thường ví dụ như mà khách đông là chiều tối đó bạn, chiều tối mà mọi người đi làm về bạn biết không, rất là đông, đi ngóng mát rồi đây kem rồi bây giờ ăn những món kem này nè, mát rượu luôn, mùa hè nóng đực này nó ăn kem này thôi chứ. Đó, kem thấy không, đã không, ngon em. Đó, ngon quá à. Cho anh miếng hả? Thôi em ăn đi. Bạn biết à, mình nói ngon mày mấy kia ngon rồi là đầu cho mình ăn nó đi theo mình mà mọi người. Thôi nói chung thì không có gì hơn nha, mình sẽ quay cho mọi người xem nhiều món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình, cuộc sống ở Phan Thiết quê mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Thì không có mọi người ủng hộ kênh mình cũng cảm ơn rồi, vừa qua rồi rất là cảm ơn mọi người ủng hộ kênh của mình rồi. Trời ơi, nhìn quá đã luôn. Những cây là cây kiển, cây cảnh bạn. Cây này là phong thủy mọi người. Người ta nói là phong thủy. Vô trong này mọi người biết không? Nó rất là nóng đực. Quá nóng luôn. Đi từ trong ngoài mà đổ mồ hôi luôn mọi người. Đây cái này bạn biết nếu ban ngày mà đi là nó nóng được lắm, rất là nóng,
mà ban đêm á là đi mát nha, đêm mà gió biển nó vô ào ào. Ở đây là thuộc về ngay cảng luôn mà gió nó lùa vô vẫn còn nóng mùi à. Cũng là nóng tại vì do cái hơi ngừ dưới hơi kín nó đồ đạc ta để nhiều rất là nóng luôn. À ha. Trời ơi mình đi mỗi chân luôn người. Nói chung thôi không có gì hơn nha, bây giờ mình xin phép mọi người sẽ chốt video tại đây. Hẹn mọi người một ngày